Hello cô chú anh chị và các bạn, lâu rồi mình không có làm video cho mọi người xem. Hôm nay là có một người anh với chị từ Cali qua đây mua căn nhà, rồi ảnh xây căn nhà này mới từ ảnh cũng mấy tháng nay thôi, rồi ảnh về lại Cali. Rồi hiện tại cái nhà nó đổ móng rồi mà ảnh tính qua xem, mà ảnh không có thời gian xem nên ảnh nhờ mình chạy đó mình quay phim cho ảnh xem, rồi sẵn mình quay cho mọi người xem luôn. Thì cái giá nhà này ảnh hồi xưa là cái nền nhà này nó bán cũng tương đối rẻ thôi, mà đem ra cái lot nó open bid á, là nó đẩy cái giá từ 79.000, mà bây giờ khi ảnh mua là ảnh phải mua trên trăm mấy ngàn cho cái nền nhà để Steven chạy đến đó, Steven quay lại cái cảnh nhà nó làm sao trong cho cái mọi người xem để biết nha. Thì theo chân Steven để xem một cái gì tí mình quay nữa, tại vì hiện tại Steven đang lái xe. Rồi một tí là mình cũng chạy xuống gì khu Wading Ridge để cái hiện tại Wading Ridge nó xây đến đâu rồi. Cái căn nhà này anh chị này anh mua căn nhà này ở trong cái khu Efferson, là cái khu Efferson là cái khu mà bà hãm Steven có quay cho các anh chị xem về cái hồ nhân tạo gọi là Crystal Lagoon, nó nằm ở Wesley Chapel rất là lớn. Thì cái khu này nó mở mang cũng mấy năm nay rồi, mà cái giá hồi xưa thì nó cũng tương đối vừa tay thôi, nó bắt đầu từ 200.000, mà hiện tại thì cái giá nhà nó rất là cao rồi nha anh chị. Hôm Steven có quay một đoạn video cho cái khu nhà đó, mà cũng hơi tương đối lâu rồi. Để hôm nay Steven chạy lại quay lại một lần nữa cho cái khu nhà của anh chị này để cho các bạn xem để biết. Bên này cũng đang xây cái medical clinic phía bên tay phải nè. Cái xanh là bên trái, mình chạy vô chỗ này là cái khu hồ nhân tạo ở trên đó đó. Rồi mình chạy lên trên kia khoảng một mai nữa là nằm bên đây trái. Số mấy cái lot này họ để cái bảng là bán hết trơn rồi nha cô chú anh chị. They were sold out, so don't even think about it. I think they were sold out. Ok, nếu mình không sai thì cái căn nhà này nó đang xây là căn nhà này. Mình mỗi lần mình chạy vô khu này mình cũng you've arrived at your destination. Yeah, mình khi mỗi lần mình chạy vô mấy khu này mình cũng ghê lắm, tại vì mỗi lần mình vô đây mình bị lủng bánh xe mấy lần rồi, mình khiến sợ lắm. Nó không để cái lát. Coi thử cái lát số mấy đi. 9521 hả? Chính 415. 95. Căn nhà xây như trong cái khu này mà. Nhiều quá. Chính cái đó là 9415. Nằm xe trong cái vòng cung này. 9515 9509. Right here. Ok, địa chỉ anh Lâm ơi. Cái hiện tại cái nền nhà là 9497 nha, 9497. Nó mới sấy cái nền đây. Nó đã để cái nền lên thôi chứ nó chưa có làm được gì hết trơn á. Thì cái nhà bên đây nè, cái nền nó cũng làm xong nè. Nó nền nè. Còn cái nền nhà bên đây thì nó mới vừa ngăn lên thôi nên nó chưa chạy ống nước, nó chưa chạy cái gì hết trơn á.
Dạ, yeah, hiện tại nó mới xấy cái nền lên thôi, chứ nó chưa có nó chưa chạy gì à, nó sóc nền lên thôi chút chút thôi, nó chưa chạy ống nước, nó chưa chạy gì chứ nó chơi nha. Hiện tại thì qua đây không cần phải qua sớm quá đâu. Nó cái căn cái nền nhà đó là bà ở mua tới 79.000 đó anh chị. Hiện tại anh đang xây mà chắc chắc tới mùa đông mới xong á. Chỗ nhà này cũng xây đông nhiều nhà quá. Hello cả nhà, mình mới vừa chạy qua cái khu nhà của Epson đó để cho quay một cái khúc đoạn nhà của cái khúc mới vừa khai công xây cái nền móng cho cái nhà của anh Lâm và Cali. Ở xa quá nên anh nhờ mình chạy qua mình xem thử cái tiến triển xây nó tới đâu để cho anh biết, để anh có thể ước lượng được khi mua vé máy bay để bay qua đây xem khúc vừa khởi công. Thì mình mới vừa chạy cái nhà nó mới cũng mới vừa sấy nền lên thôi, nó cũng chưa làm gì nhiều, nó mới đem sắt đá nó luyện lung la chứ không. Thì mới vừa xem xong mình mới chạy tắt qua bên trên Winding Ridge. Hồi xưa mình có làm mấy cái video Winding Ridge á của GL Homes. Yeah. Winding Ridge nè. Yeah. Thì cái khu này nó cũng xây nhiều lắm không à. Hồi xưa mình có làm video sơ sơ thôi chứ không có làm nhiều, rồi bữa nay mình mới chạy qua mình chờ quay một lần nữa cho mọi người xem để biết cái tiến triển cái khu này nó hiện tại nó đông đúc như cỡ nào rồi. Thì để mọi người theo chân mình để biết, để khi nào mình mua nhà trong tương lai thì mình có thể ước lượng được, mình biết được là cái nhà nó xây khoảng bao lâu mới xong. Thì cũng mình đã biết hồi xưa Steven mới vô mua nhà thì cũng nghĩ là nó làm chậm lắm, nhưng mà hiện tại cái nhà nó xây rất là nhanh nha. Để mình qua chạy một vòng cho mọi người xem để biết cái khu này như thế nào. Tương lai cái chỗ này là cái community center. Thì để mình chạy tắt xuống đây, hy vọng là mình chạy số khu này một tí nữa sẽ không bị đâm lủng bánh xe, tại vì mấy khu construction nó có đinh nhiều lắm. Mấy lần trước Steven cũng có chạy đi quay phim á, do mấy khu này nè, đi xong về bị lủng bánh xe, bị quất hoài. Mỗi cái bánh xe của mình thay gần 300 bạc, quất cái bị lủng bánh xong rồi phải thay hai bánh, tại cái xe bánh xe mình miễn mà thay một bánh không nó chạy nó không đều, giờ phải thay hai bánh cái tốn 600. Đó. Logan. Chưa. Khu GL Homes này nó xây nhà, khu này là rất là lớn nha anh chị. Đó. Bây giờ mình chạy vô cái khu này, hồi xưa là cái khu này mình chạy vô là đất trống thôi nha, bây giờ là nhà lên đã gần đầy chưa nè. Đó, nhà nó nhiều lắm. Không biết trong này có mình Steven cũng có mấy người bạn mua nhà ở trong này á, mình cũng chạy vô đây mình quay thử cái nhà tới đâu. Lát số mấy anh tí gọi điện thoại mới hỏi, nó lát 70 nè. 70. Mà chạy về tới khu này à. Ồ. Xe cũng nhiều quá mẹ, khu này bọn đất. Bởm mà Steven vô đây khu này nó trống lỏng không có ai chăng, bây giờ cái nhà xây lum la chăng. Khu đường The Grand Rora, Grand Forest với Archer Bay Avenue để gọi cho bé Vương này cái lát số mấy để mình ghé mình quay luôn. Mình thổi thử hỏi thử cái lát số mấy để mình chạy qua mình quay cái khúc nhà thì tương lai. Phương
Hello em ạ, à, cái lot nhà của em số mấy quên rồi? À, 71 hả? Ồ, oh, mình đậu kế bên hơn rồi, mình đâu có đăng lại ba đậu 774. À, 71, dạ. 71, ok, để anh tí mình qua, anh, yeah. anh tí, sẵn anh đi ra, anh ghé anh quay thử coi sao. À, ok, rồi. Đang đứng trước cái cửa nhà em luôn nè, cửa cái nhà mới á. Nó no, đi qua bên chỗ chia Homes quay nhà đầu đi trên Epson trước giờ đây sẵn qua đây mình quay thử ta đi tới đâu. Ồ, nhà con này nó xây nhiều quá hả? Ồ, nhiều, nó bị đây tùm lum chứ mà nó xây nhiều lắm. Yeah. Cái dãy đó là còn hè này là xong hết á. Ừ, thấy nhà nó xây yeah. nhiều lên mình nó xong một lượt là xong nhiều lắm á. Dạ đúng rồi. Ừ, ok, cảm ơn nha. Rồi. Dạ. Bye bye. Ok. 71. Mình đang đậu 74, 73, 71 lên kia phía sau lưng. Để còn nhà của nhà chủ anh của Kiệt. Anh của Kiệt là miếng nhà số mấy nữa. Mà mình không biết số mấy thôi à. Cái nhà anh của Kiệt là cái nhà 70 mấy ta, 70. Nhà là 70. 70 hay 75 hả? 70. Nhà anh có Kiệt nhà lớn lắm, nhà cũng là Edison á mà không biết cái nhà số mấy thôi à. Ê, nhà của anh của Kiệt cái lot số mấy Kiệt? À, 78. 78. Ồ, 78 nó lên lên cái sườn rồi. À, lên sườn dưới rồi, ngày qua em có mới tới rồi nè. Ờ, mình đang hồi nãy mình chạy trên Epson, mình quay cái nhà cho các anh ở bên Cali anh mua nhà mà nó lên cái nền mà nó chưa lên xong á. Anh nhờ chạy qua quay thử cho anh biết cái độ đặng anh mua vé bay anh bay qua mà giờ chưa lên nó mới xấy cái nền thôi nó chưa làm mẹ chứ. À. Đâu chạy sẵn chạy qua Greenwich mình xem thử cái khu nhà giàu này cỡ nào ơi, cái giờ bên đó lên thị xèo luôn rồi đó. Oh man, nhà lên đây chứ toàn thấy loại mà thấy dữ không à. Thì bởi vậy căn nào con thấy thấy quán hồn. Ừ, nó lên toàn là thấy loại thấy dữ không, thấy bự bành cả đi không. Ồ, thiệt à. 78 phải không? 78 mới lên, nó lên cái sườn rồi á. Ờ, ok, 78A để mình chạy vô mình quay thấy sao. À, ừ. Ok. Quay 360 độ cho biết luôn. Ok. Dạ. Bye bye. Hello anh chị, hôm nay nè mình có một người bạn, có ông anh ở New York xuống quay ông mua căn nhà. Cái tay model này là hình như đó mình không sai là cái model Edison. Đây là cái khung cảnh của cái căn nhà Edison. Thì Edison này nó có 3 garage, hình như là nó có 3 parking garage, nghĩa là hai cái đầu xe bên này, một đầu xe bên này. Chính giữa là cái cửa đi vô. Nhà này hai lầu nha. Hình như nghe nói là tới 4 năm một ngủ gì á, mà con cái để mình vô mình quay cái sườn ngoài cho mọi người xem coi cái nào. Thì mình xem cái sườn này không, mình không thể cái hình dung được cái nhà như sao, thì tí mình chạy qua bên kia cái khu nhà mẫu, mình quay cái khu nhà mẫu cho anh chị xem nha. Ok. Đây là cái nền nhà, cái nền làm nó mới xấy cái nền nhà lên nè. Đổ móng nó chạy ống nước la chân phía sau. Thì cái lầu 1 nó sẽ làm gạch block. Ở trên nó là nó frame lại, nó làm stucco. Đó. Căn nhà này phía sau nó có cái pond nhỏ nhỏ này nè. Cái gió phía sau này cũng tương đối cũng rộng. Thì như là mình nói với Kiệt là tương lai cái máy lạnh này nên để phía bên tay phải, phía bên kia á, nó tiện hơn. Còn để đây khi mình sau này mình có làm cái nhà lưới á, ra ngoài ở đây thì nó bất tiện, con cái là nó ồn ào. Khu này nhà Edison nha cô chú anh chị, chỗ Winding Ridge. Winding Ridge thì như nhà tương đối cũng đẹp lắm. Thì giống cái khu cùng một model, không phải cùng model, nó lộn hoài. Cùng một tụi builder của GL Homes xây nhà, khu nhà của Steven. Đây nè, 360 độ nè. Căn nhà mới lầu 1 của khu
Model này là model Edison. Thì một tí nữa mình vô trong cái nhà mẫu mình xem Edison. Edison nó như thế nào cho mọi người xem. Nhà mấy cái nhà mà nó xây một lượt nè, một khi mà xong là xong hết luôn á. Đó. Đó. Ý dữ không? Chưa. Hơn nửa năm trước thì mình đến đây là khu này toàn là đất trống, không có mẹ hết trơn á, trống lỏng à. Đó. Trống lỏng, bà con đâu có hình dung được cái nhà như thế nào, mà đâu có biết cái neighborhood của mình ai ở cái bên. Thì cứ thích mơ đồ nào thì mình vô mình vớt cái mơ đồ đó thôi, thì sau tương lai là giống như là tính sao. Cái nhà nó giờ nó lên nhiều kinh khủng không? Thì một tí nữa mình quay trên không 360 độ cho mọi người xem cái khu này như thế nào nha. Nè, con nhỏ em nó xây cái nhà ở lot 71 nè. Nãy mình có gọi điện thoại á, lên cái sườn rồi nè chưa. Để mình vô mình xem cái căn nhà này coi sao. Đó. Trên này nó có 3 chỗ đậu xe. Chạy thẳng vô. Cái vị trí nhà trong này rộng lắm nha anh chị. Bây giờ mình khám phá căn nhà này đầu tiên nhất cho ra xem cái đó làm sao. Cửa này storm door lo dữ nha. Cái nhà này phía bên đây nữa là cái master bedroom nằm đây. Master bedroom. Nè, master bedroom nó lên nó entry xong cái chân này nè. Đây bên này là cái master bath. Còn phía bên tay phải này là cái kitchen với cái family room. Bên này là cái dining room. Một phòng ngủ, hai phòng ngủ, ba phòng ngủ, nghĩa nhà này được 4 phòng ngủ. Nhà này có 4 phòng ngủ, đúng ra là 3 phòng ngủ với một cái office, mà cái office là phòng ngủ nữa là có thể được 4 phòng ngủ. 4 phòng ngủ với một cái bên đây là cái da family room nằm đây. Bên này là cái dining room nằm chỗ này. Cái bàn ăn nằm chỗ này phải, đúng rồi. Đúng vị trí à. Trên này cũng có option, có hai hát, có đủ hết. Ở chỗ này nhà này khá đẹp. Nice. Cái nhà này mình thích có một cái là khi mình mới vô nó có một cái nó có cái sảnh rất là lớn, rộng, đẹp lắm. Chỗ này nó rộng lắm, vô thấy nó thoáng mát nữa. Chúc mừng nha Phương ơi. Nhà đẹp quá Phương ơi, chúc mừng nha. Chỉ đợi xong mùa hè này, hy vọng là nhà xong rồi vô ở party chứ. Hiện tại thì thấy làm cũng good. Bên kia thấy cái nhà cái bên làm xong rồi, sao nhà bên đây làm chậm quá chứ sao. Đúng cái nhà này phải làm xong trước chứ. Kế bên này như cái căn này là căn Edison luôn nè. Edison thấy là rộng không? Nè, vòng đây khu này toàn là cái nhà thứ dữ không à. GL Homes. Đó. Thì báo cho Phương biết là khu trên kia, cái khu lot 79 có một người dân nhà Việt Nam từ New York xuống luôn nha, nấy bờ luôn á nha. Ok. Chỉ niềm vòng quay cho mọi người xem thôi chứ thật sự ở ngoài giờ nóng quá. Tại khu này nó đang xây nhà cũng cây cối nó cũng chưa có, nên đi ngoài nóng thì mẹ. Rồi chạy xe lạng quạng bị lủng bánh nữa chứ. Làm YouTube có gì vui đâu. Tự nhiên làm có cái vui của nó, cái vui đó con cái là mình đi chỗ này chỗ kia, mình quay phim này kia lạc vặt, nó có cái vui của nó. Mà con cái là về nhà edit rồi làm hậu kỳ rồi nó la cho mệt lắm.
Với cái là làm với tiếng người ta làm, người ta có tiền, người ta còn được xài. Mình làm lâu lâu, mình chủ yếu làm là chỉ tặng lại cho mấy em cô nhi này kia lạc vặt, với mấy người neo đơn này lạc vặt thôi. Vậy tí Steven có làm YouTube với mấy người bạn ở New York, New York. Làm YouTube với mấy người bạn ở ở đâu ta? Việt Nam. Mình có quen với mấy người YouTube ở Việt Nam. Rồi lâu lâu cái bạn ấy cũng có phê quay mấy cái hoàn cảnh mà giống như là khó khăn đó, thì Steven cũng gửi hỗ trợ một phần nào khi mình có làm. Nhưng mình làm có nhiêu mình cho nhiêu, chứ không phải là mình không phải giàu sang phú quý gì mà cứ dư giả để tặng như này kia. Không có cái tí mình làm YouTube là chơi vui thôi. Nếu mà nó có tiền thì mình lợi mình tặng lợi, không có là thôi. Cũng đôi khi nhiều người xem video cũng có nhiều thì mình cũng có chút đỉnh vài trăm. Để mình vô trong model home này, mình vô mình quay cái mẫu của Edison. Tại giờ nãy mình cứ quay cái Edison là cái khu cái nhà phía ngoài thôi, mà mấy người chưa có hình dung được cái mẫu Edison ở phía châu An khi mà nó xây dạng xây xong rồi như thế nào nha. Để mình quay phía trong cho mọi người xem nha. Ok, đây là câu trả lời của mọi người nè. Hồi nãy mình có quay một căn nhà Edison của một anh ở New York á, thì cái căn nhà Edison này là 5 phòng ngủ, 5 phòng rưỡi tắm, một cái frame room, cái loft, great room và 3 chỗ ba đầu, 3 chỗ đầu xe, tất cả là 5216 square feet. 5216 total square feet và khu ở là 1139 occupied square feet. Nè. Đây là cái cảnh nếu phía ngoài của cái căn nhà hồi nãy Steven quay, mà khi đang xây dang dở cái nền mới lên đó, là khi nó xong rồi nó sẽ nhìn tương tự như căn nhà này nha mọi người đó. Mà khu này nhà này nhà mẫu nha, chứ không phải nhà của ảnh. Mà để mọi người để hình dung được cái nền nhà hồi nãy mình quay á, thì sau này nó xây xong nó cũng giống tương tự vậy đó. 3 chỗ đậu xe mà vô. Như bảo mà mình cũng có quay rồi, mà bữa nay cũng quay sơ lại cho mọi người xem nếu mấy người còn không còn nhớ nữa. Khi là mới vô nó có cái vùng bên lên trên lầu nữa chứ. 5 phòng ngủ, 5 phòng rửa tắm, phía bên tay phải nó cũng có phòng ngủ đây. Nó đi vô này nó có kitchen. Đó, dining room, cái phòng ngồi chơi, great room là trên lầu nó hết chưa. Phía sau để door mới lắc nó không cho mở. Như là cái cửa này phía sau phần đông có hồ á, thì có khách khứa dẫn con nít vô nên họ không có mở, thì không muốn bị cái like biếu đi mà lỡ có chuyện gì thì phải không thưa kiện này mệt lắm. Nhưng họ khóa cái cửa lại hay đây cái chữ này nè đó. Căn này căn Edison nha mọi người. Để quay sơ sơ trên lầu thôi nha, tại bà ẩm thì mình cũng quay rồi, nó muốn quay lần thứ hai nữa, công mệt quá. Bữa nay cũng trời nóng quá nên lười. Nên sẵn đi ngang đây cũng quay luôn cho mọi người xem lần nữa. Ở trên này thì nó cũng có một cái lounge, giống cái loft nó kia bằng cái loft á. Đó, bên này thì trên này như một phòng ngủ, bên kia hai phòng ngủ. Phòng giặt. Một phòng ngủ ngoài này không? Một phòng ngủ. Hai phòng ngủ. Cái này là cái master bedroom, nó có một cái nhà tắm trên hành. Đó, đây là cái master bedroom nè. Căn nhà này nó ra bên kia nó có cái hồ phía sau bự rộng quá. Tâm của nhà này là màu vàng, màu trắng. Van Housing.
đây phòng ngủ nữa. Ở trên này có tất cả 4 phòng ngủ, ở dưới lầu một phòng ngủ, trên này có master với 3 cái small bedroom, còn dưới lầu nó có một cái guest bedroom. Guest bedroom là phòng ngủ của khách đó. Dưới này thì chỗ này là nguyên khu ăn chơi này. Thôi vậy các mọi người, thì có bao nhiêu thôi, mình đang quay sơ cho mọi người xem cái khu này là Wyoming Ridge của GL Homes. Hồi nãy cũng có gặp một em từ Arizona qua đây, em qua đây anh quay Thùy để xem nhà mẫu. Đó cũng có duyên không phải ai xem video của Steven mà gặp được trên đời thật, và cũng như có nhiều người bạn của anh chị từ Arizona với Cali đồ, Pennsylvania với Minnesota, có mấy anh chị xem video của Steven này, anh em cũng gặp nhau được mấy lần. Thì cái đó là cũng tùy duyên thôi, chứ không phải là ai mình cũng gặp được, tại vì lâu lâu mà cứ việc làm của mình hơi bận á. Ok mọi người, cảm ơn mọi người đã xem video của Steven nha, cái gì hẹn gặp lại nha. Cái gì nhớ xem hết video để ủng hộ, rồi muốn làm mình làm video cũng hơi mệt mỏi. Nếu mọi người coi mà coi hết thì có thể video YouTube nó mới giới thiệu cho người khác coi. Ok, cái gì gặp lại nha mọi người, bye bye, hẹn gặp lại, bye.